Vân Lan xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay và sự trở lại của bác sĩ Lưu Quốc Bảo, bác sĩ chuyên khoa về phổi. Trước hết Vân Lan xin chào bác sĩ Bảo. Dạ, chào. Chị xin chào chị và chào tất cả các khán thính giả. Đầu năm xin chúc chị hạnh phúc, vui vẻ và thứ nhất là và sức khỏe dồi dào. Vâng, thưa quý vị, sức khỏe là điều tiên quyết để cho chúng ta làm bất cứ công việc gì, phải không bác sĩ Bảo? Dạ, vâng. Thưa quý vị, trong những ngày tháng vừa qua, trong khi chúng ta tưng bừng chào đón Tết Nguyên Đán, thì cũng là lúc một cái tin buồn cho cả thế giới, đó là đại dịch cúm Vũ Hán đã làm cho một mối quan ngại cho tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Yeah. Và trong những ngày qua thì quý vị cũng thấy là Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố đây là một cái đại dịch toàn cầu và yeah, mọi người đang ở trong một tình trạng rất là lo lắng. Thì thưa quý vị, đó là lý do ngày hôm nay chúng tôi mời bác sĩ Lưu Quốc Bảo trở lại trong chương trình Sức khỏe và đời sống của chúng ta để cùng cập nhật với chúng ta những tin chính xác nhất về dịch cúm Vũ Hán và chúng ta, người Việt tại Việt Nam cũng như là người Việt tại hải ngoại, tại California, tại San Diego, chúng ta cần làm gì để đối phó với dịch bệnh này cũng như là chúng ta có cần phải lo lắng quá nhiều hay không. Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết là cái cúm Vũ Hán này đã được xuất phát từ đâu và từ bao giờ? Dạ, thì cúm Vũ Hán xuất phát từ thành phố Vũ Hán và trong tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Thì những cái ca đầu tiên người ta tìm thấy được là cỡ đầu tháng 12 lận. Đầu tháng 12 thì có một số bác sĩ ở khám bệnh ở Vũ Hán đó, người ta thấy có một vài case lan ra từ gia đình, những người trong gia đình với nhau, thì người ta nghi ngờ là nó giống như cái con SARS, là chị biết là con SARS là Severe Acute Respiratory Syndrome Virus, mà cỡ chừng năm 2002-2003 đã lan ra từ tỉnh Quảng Đông, ở Hồng Kông, và cũng có một số bị tử vong ở Việt Nam nữa. Thì khi những cái bác sĩ đó thấy cái tình trạng như vậy thì người ta đã loan tin cho những cái bác sĩ với nhau trong thành phố Vũ Hán. Nhưng mà lúc đầu thì công an của thành phố Vũ Hán đó, người ta chặn cái tin đó lại và người ta không muốn là loan ra để cho mọi người hoảng sợ. Nhưng mà cỡ chừng giữa tháng 12 thì tình trạng đã bắt đầu nghiêm trọng rồi. Thì có một số bác sĩ của khoa học của người Trung Quốc đã xuống Vũ Hán và tìm hiểu. Thì thêm một cái là ở Vũ Hán là có một cái phòng thử nghiệm về virus cấp thứ tư lận rất là cao. Thì có một số khoa học gia đó, người ta đã từng đối đầu với SARS rồi, thì người ta lập tức tìm được cái con virus mới này. Thì người ta biết là con này là mới, khác cái con SARS. Tuy là vẫn có một số giống nhau nhưng mà hoàn toàn khác cái con SARS. Thì người ta đặt cái tên là 2001 Novel Coronavirus. Người ta đặt cái tên như vậy tại vì người ta không muốn cái tên Vũ Hán nó dính liền với cái con virus đó. Nhưng mà trên thế giới thì ở ngoài nước Trung Quốc thì người ta dùng cái tên Coronavirus, Wuhan Coronavirus, để cho nó dễ nói chuyện thôi, chứ không có khác nhau gì hết. Lúc đầu thì cái người ta nghĩ là cái con này đó, nó xuất hiện từ trong một cái chợ đó ở Vũ Hán, người ta bán thịt thú vật hoang dã. Thì tại vì coronavirus á, là nó có thể là có nhiều loại. Nó trong cái gia đình đó thì có một số coronavirus nó mình bị cảm cúm bình thường cũng có thể là bị coronavirus. Nhưng mà một số đông của trong thú vật đó, nhất là dơi hoặc là rắn đó, thì nó có một số coronavirus nó chuyển bệnh ở trong cái thú vật đó. Thì lâu thường những con virus có thể nó từ con vật nó chuyển sang người. Thì cái chuyện đó
Có nhiều, ví dụ như mình nói là avian flu chẳng hạn, dịch cúm gà chẳng hạn, thì nó từ con gà nó qua người mình, thì cũng tương tự như vậy. Thì lúc đầu người ta tưởng là, người ta nghĩ là cái chuyện đó nó xảy ra từ cái chợ đó. Yeah. Nhưng mà sau này đó, mà lúc đầu thì người Trung Quốc người ta vẫn cho là cái bệnh đó là từ người từ con chợ đó ra. Nhưng mà sau này đó, sau thì khi rõ ràng ra là bắt đầu từ, có thể là từ vật qua người, nhưng mà sau này là người truyền qua người rất là nhiều và rất là dễ dễ truyền từ người qua người. Cho nên cái cúm này nó cũng là những cái đại dịch giống như những lần trước thôi, phải không bác sĩ? Dạ, dạ vâng. Nó có nguy hiểm hơn không bác sĩ? Dạ, thì mình chưa có rõ được. Dạ. Nhưng mà khi mà bất cứ một cái dịch nào nó xảy ra, và nếu như mình không có biết rõ được cái bệnh như thế nào, cái con vi trùng như thế nào, thì người ta sợ hơn là những cái mà người ta đã biết sẵn rồi. Đúng rồi. Yeah. Thì nếu như mình so sánh với cái những con coronavirus khác, ví dụ như 2003 con SARS, thì con SARS nó ở tỉnh Quảng Đông và Hồng Kông thì có chừng 8.000 người bị mắc bệnh và có chừng 800 người tử vong. Dưới 800 người một chút xíu, thì cái tỷ số đó, tỷ số đó mình nghĩ là chừng 10%. Thì con MERS, MERS là con Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, thì nó xuất từ Saudi Arabia cỡ chừng 2012, thì cái tỷ số tử vong đó nó cao hơn nữa, là cỡ chừng 34%. Wow. Cho nên cái con đó nó còn nguy hiểm hơn. Theo như mình thấy như hiện bây giờ đó, thì chưa chắc là cái tỷ lệ nó đúng, là tại vì đúng khi rồi. Mình đang ở trong cái dịch đó, thì cái tuyên bố của những cái cơ quan trong Trung Quốc chẳng hạn, thì nó chưa có chính xác rằng. Yeah, yeah. Nhưng mà nếu như mình dựa theo cái số người ta đoán á, thì số tử vong hiện bây giờ cỡ chừng 2%. Cho nên nó không có thể là không có hơn con SARS. Nhưng mà cái mà đáng ngại là tại vì mọi người rất là lo sợ, là người ta chưa biết rõ được cái con này như thế nào. Yeah. Nếu như mình dựa theo tài liệu chính xác trong những cái nghiên cứu của y khoa đó, nhất là những bài mà viết báo từ Trung Quốc, từ Việt Nam, thì cái tình trạng ủ bệnh đó cỡ chừng average, là trung bình là 5 ngày. Sớm nhất có thể là 1-2 ngày. Ví dụ như cái case mà báo ở Bệnh viện Chợ Rẫy đăng lên đó, thì ủ bệnh trong cái case đó chỉ có 3 ngày thôi. Nhưng mà nếu như mình thấy tổng quát thì cỡ chừng 14 ngày á, tới khi mà 14 ngày đó, thì là người ta hết bị truyền nhiễm. Nghĩa là nếu như mà chị bị bệnh. Dạ. Mà em gặp chị, thì nếu như mà trong 14 ngày em không có phát bệnh, thì có thể là không phát bệnh luôn. Nhưng mà cái làm cho mọi người lo sợ là tại vì nhiều khi mình chưa có phát bệnh rồi đó, mình đã bị truyền nhiễm, mình đã truyền nhiễm rồi. Cái case này rõ ràng là cái case ở Mỹ, người ta viết lên là một anh chàng đó từ Vũ Hán qua Mỹ, trở về Mỹ, anh trở về ngày 15 tây tháng 1, thì tới ngày 19 tây tháng 1 thì anh bắt đầu có vẻ là hơi bệnh, nghĩa là mệt mỏi, nhưng mà chưa có sốt gì hết. Nhưng mà anh này thì đã đọc được cái bản tin của yeah. của cơ quan chăm sóc sức khỏe của Mỹ đó, là CDC đó, thì anh thấy là mình nên đi khám. Thì anh tới đi khám liền. Thì trong mấy ngày đầu đó là anh không có sốt gì hết. Cho tới cỡ chừng ngày 20 tây đó, ngày 20 là cỡ chừng 5 ngày sau đó, thì anh bắt đầu mới sốt. Mà lúc đầu là chưa có chụp hình phổi, là chưa có viêm phổi gì hết. Và anh bắt đầu ngã bệnh, thì người ta mới người ta cách ly ở trong bệnh viện ở Washington State đó, và người ta điều trị.
Thì khi trong quá trình nghiên cứu là mình thấy á, những ngày đầu khi mà anh chưa có phát bệnh, chưa có sốt, chưa có ho nhiều, chưa có viêm phổi, thì người ta làm thử nghiệm lấy cái chút giọt nước ở chỗ mũi hoặc miệng thì đã có coronavirus rồi. Điều này làm cho mọi người lo sợ là có thể là những người như vậy chưa có phát bệnh nhưng mà đã mang trên người những con virus đó và có thể là truyền nhiễm cho mọi người khác. Đó là case thứ nhất. Case thứ nhì là ở Đức chẳng hạn, thì cũng có một chuyện tương tự như vậy, là một người đi từ Trung Quốc qua Đức để đi họp. Thì trong bữa họp đó người ta tiếp xúc với những người khác, người Đức. Thì sau cái bữa họp đó, thì sau vài ngày sau thì người Trung Hoa đó ngã bệnh và bị đã chuẩn đoán đúng là bị cúm Vũ Hán. Thì trong phòng họp đó thì cũng có một vài người chưa bao giờ đi Trung Quốc hết cũng ngã bệnh. Và trong bữa họp đó thì cái anh người Trung Hoa, anh chưa có triệu chứng gì hết. Cho nên những cái điều như vậy làm cho mọi người hoang mang. Rất là hoang mang và rất là lo sợ. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, như vậy thì những người mà bị cái bệnh này thì những cái triệu chứng khi mà phát bệnh cho đến lúc mà họ tử vong thì là như thế nào bác sĩ? Dạ, thì cái con coronavirus này nó khác với những con coronavirus khác là một chút chi tiết nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Khi mình phát bệnh đó, thì thứ nhất là sẽ sốt. Sốt đây có nghĩa là 38 độ C hoặc là 101 độ F. Sốt, mình mệt mỏi, người mình ho, sẽ có sổ mũi. Nhưng mà theo với cái case mà mình vừa nói rồi thì cái sổ mũi nó là xảy ra trễ hơn, chậm hơn. Và có thể là bị đau bụng, đi tiêu chảy. Nhưng mà cái đau bụng đi tiêu chảy thì nó ít hơn, nó không có nhiều, cỡ chừng 2% thì có người nói như vậy. Nhưng mà sốt, ho, rồi tiếp tục ngã bệnh nặng là viêm phổi. Viêm phổi ở đây là mình chụp hình thì mình sẽ thấy, và theo như cái định nghĩa của case của CDC á, thì viêm phổi cho thuốc trụ sinh người ta không qua khỏi, người ta không bớt được cả chừng 3-4 ngày sau thì có thể là bắt đầu là mình nên chuẩn bệnh, là mình nên chẩn đoán là có thể là con cúm Vũ Hán. Và cái viêm phổi này có thể có nặng lắm, nếu không phải là viêm phổi bình thường. Yeah. Là nhiều người đi từ nhẹ nhàng bị nhẹ chút xíu, một hai ngày sau là ngã nặng, là viêm phổi mà cần phải thở oxy, có như phải lên máy hô hấp nhân tạo. Và theo cái case mà vừa mới nói đó, là người ta vừa mới diễn tả ở trong tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, thì cái anh mà case mà đầu tiên ở Mỹ đó, thì anh đó cũng bị viêm phổi cỡ chừng 5 ngày sau khi bắt đầu ngã bệnh, thì anh bắt đầu bị nặng và phải cần thêm thở oxy. Nhưng mà có lẽ là anh trẻ và khỏe mạnh cho nên anh đã qua khỏi bệnh rồi, không cần phải lên máy hô hấp nhân tạo. Nếu thêm nữa, nói thêm chút xíu nữa là số người mà tử vong ở ở Vũ Hán mà bị bệnh cúm này á, cái mình nên để ý á, là phần đông là người lớn tuổi. Theo cái bài viết của những bác sĩ ở Vũ Hán đó, đăng ở cũng là New England Journal of Medicine, thì trong đó người ta quay lại tất cả là 450, cỡ chừng 450 case đầu tiên, thì cái tuổi tác mà người bị tử vong đó, trung bình là cỡ chừng 59 tuổi hoặc 60 tuổi. Mà phần đông á, những người tử vong là những người đã có bệnh mãn tính, ví dụ như bị bệnh tim, bệnh tăng sông hoặc là bệnh phổi. Mãn tính có nghĩa là trước khi cũng đã có nhiều bệnh khác rồi. Cái mà có lẽ là mình
có chút tin vui, nghĩa là thường thường là trẻ con thì ít bị trẻ con thì ít bị cái bệnh này. Nhưng mà khi mình thấy theo tin tức của WHO thì bệnh nhân nhỏ nhất là mới có 1 tháng, mà bệnh nhân già nhất là 90 tuổi. Dạ vâng. Nhưng mà phần đông á là người lớn tuổi hơn, người lớn tuổi thay vì trẻ em. Thưa bác sĩ, như vậy thì theo sự theo dõi của bác sĩ với cái tình hình về dịch cúm corona này ngày hôm nay, thì bác sĩ thấy là càng ngày càng đang trên đà gọi là bị lan rộng ra khắp mọi nơi, hay là đang cũng có một cái hướng là từ từ chậm lại và có những cái phương thức để mà prevent, thưa bác sĩ? Dạ, thì mình nên nói về chuyện này có hai khía cạnh. Dạ. Thứ nhất, nếu như mình nói về bệnh ở ngay ở Trung Quốc thì theo tỷ lệ người ta đăng lên trong những cái nguồn tin tức chính thức đó, thì cái đà chuyển dịch của bệnh dịch này nó ở Trung Quốc nó chưa có chậm lại. Tính tới sáng nay đó thì số người tử vong của bệnh cúm Vũ Hán lên tới gần 500 người rồi. Wow. 490 mấy người rồi. Nhưng mà trong mấy tuần vừa rồi mình theo dõi thì mỗi ngày cái số nó càng tăng lên. Và cái số mà tăng lên không phải là ít, cỡ chừng 25-30% mỗi ngày. Cái số mà người bị chẩn đoán là bị bệnh rồi là cỡ chừng 25.000 chính thức của Trung Quốc, nhưng mà có thể là cao hơn như vậy nữa, nhưng mà người ta chưa có cho mình biết được. Có một chút tin vui là cái số người mà người ta theo dõi ấy, số người bị bệnh, người bị tử vong và số người đã recover là những người đã khỏi bệnh đó, thì càng ngày nó càng cao. Bây giờ nó lên tới cỡ chừng 790 mấy người, nhưng mà mình chưa biết được là người ta như thế nào để cho là khỏi bệnh. Có thể là hết sốt, có thể là cho xuất viện. Thì ở Trung Quốc thì mình không có nói rõ được, tại vì cái tin tức này mình không có chính xác được. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà trên toàn cầu thì mình rõ ràng là nó chưa nghĩa là nó đúng thì nói là chưa, chứ không phải là không. Chưa có loan ra bùng nổ như là ở Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc ra chỉ có 2 người tử vong về bệnh Vũ Hán từ bắt đầu cho đến bây giờ. Người thứ nhất là ở Philippines. Và người thứ nhì là ở Hồng Kông cách đây mới mấy ngày thôi. Nếu như mình nói Hồng Kông không phải là Trung Quốc, thì trong cái trường hợp như vậy mình thấy cả thế giới chỉ có 2 người, và 2 người đó cũng đã từ từ cái vùng mà có Vũ Hán ra. Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, thưa bác sĩ, như vậy thì cái mối lo ngại của người dân trong nước của chúng ta, tại vì nước Việt Nam của chúng ta sát ở bên Trung Quốc, thì có phải là mối đe dọa trầm trọng hiện nay không, thưa bác sĩ? Cái đó thì mình không có thể đoán trước được, là tại vì như thế này, cái liên hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nó có lẽ là chặt chẽ hơn là liên hệ của Trung Quốc với lại các nước khác, Hoa Kỳ chẳng hạn. Trong khi Hoa Kỳ đã đóng cửa biên giới, nghĩa là người ta đã loan báo là mình đi qua lại từ Hoa Kỳ tới Trung Quốc thì người ta ngăn lại, là người ta nói là all non-essential travel, nghĩa là nếu như chị đi làm công chuyện quan trọng cho chính phủ, cho y tế, cho bàn giao cả hai nước ngoài ra thì người ta không cho đi nữa. Và những người từ Trung Quốc mà về Hoa Kỳ đó thì chỉ được đến 3 phi trường, một là JFK ở New York, Chicago và SFO ở San Francisco, và những người đó sẽ bị người ta khám xét qua thử có sốt hay không, có như thế nào, nếu như mà có nghi ngờ thì sẽ quarantine liền. Những Mỹ đã cho hồi hương một số người quốc tịch Mỹ về Mỹ, thì khi lúc đầu người ta nghĩ là đem về Mỹ thì sẽ
cho quarantine, là cho cách ly chừng 2 ngày thôi. Nhưng mà theo dựa theo nghiên cứu y khoa thì người ta biết là có thể truyền nhiễm tới 14 ngày. Cho nên bây giờ những người mà quốc tịch Mỹ trở về Hoa Kỳ thì người ta phải cách ly đúng 14 ngày. Thì tuần rồi chỉ có nghe tin tức là máy bay đã chở những nhân viên Hoa Kỳ, công nhân Hoa Kỳ về, thì người ta đang cách ly ở March Air Force Base, cũng gần đây thôi, 14 ngày. Và sáng nay là đã có một chuyến bay nữa là chở công nhân Mỹ về, thì người ta sẽ cách ly ở ở Travis Air Force Base và ở một số gần bên đây nữa là Miramar Air Station. Vâng, thưa quý vị, ngay San Diego của chúng ta.